Của nó rất là lớn. Con này trang bị 4 cầu điện, hiện tại là đang để điện 100V. Các bác nào mình muốn xài điện 220 thì phải báo với em Chiến chuyển điện trước khi giao hàng cho các bác nha. Đây là chỗ chuyển điện này, các bác rút cái rác ra và cắm vào cầu 220 24. Vâng, đây là con đẩy danh tiếng của QC mới 2000A nha các bác. Em tiếp tục về được một con rất là mới, rất là xuất sắc luôn nha. 2000A thì vẫn cấu hình khủng, chạy 2 tăng phô, mô lóc. Giá nó là vẫn như cũ 14.500 đối với hàng đẹp, hàng tuyển nha các bác. Game là đánh rất là hay, hay hơn tầm tiền chúng ta đầu tư rất là nhiều. Nên so sánh với những cái thương hiệu mà danh qua Việt Nam chúng ta lâu đời ấy, thì các bác phải cộng thêm 7 có khi đến chục triệu, mà những con phải đắt hơn chục triệu mới bằng nó nha các bác. Mà chưa chắc đã bằng đâu. Các bác xài những con QC rồi các bác mới biết, có thể comment và bình luận cho anh em mình chưa chơi nhiều QC. Bên Mỹ họ chuộng QC lắm quá. Các bác lên những cái trang diễn đàn của QC ấy, nhiều nước ngoài họ bình luận họ thích QC hơn Crown đấy. Và khi các bác đã chơi những dòng QC rồi là các bác sẽ mê mẩn nó, bởi vì cái tiếng của nó, và thứ hai cái độ nhạy về lực đánh của nó rất là tốt. Vặn cái nào là lên cái đấy đã lắm. Thường tí hiệu vào là 6 ly. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều được tặng kìm bộ da ba lăng nha, chạm loa, dây nguồn. Những con này xuất cho châu Âu nha, điện 220-224 rất tiện nha. Rồi, nó đẹp xuất sắc hết. Rồi em đi vào nội thất bên trong để các bác cùng ngắm. Bác nào lấy thì alo cho em. Những con này được này về hàng xuất trường châu Âu nên là các bác phải khỏi đỡ tốn tiền cái mua cái đổi nguồn nha. Đấy, máy rất đẹp nha các bác. Này có nhìn cái tăng nhiệt này sáng tròn luôn nha. Chạy là 16 tụ lột nguồn, đây là nó đối xứng nhau, phía dưới là 8 con nữa, nói chung nó bo mạnh, nó đối xứng nhau. Hai tăng phô riêng biệt cho mỗi vé, có nghĩa là mỗi tăng phô nó nuôi cho mỗi vé này, có tăng phô kia nuôi vé dưới. Còn đây phần đường đi đầu vào này, tăng nhiệt, còn có cầm loa, hai đẹp keng nha, rất là mới luôn nha, cực kỳ xuất sắc đối với những con mép bãi mà Mỹ như thế này. Thì như thế là quá là xuất sắc rồi. Mặt tiền rất đẹp nha. Dòng QC 2000A thì nó chạy cấu hình 2 tăng phô 32 sò, rất là khỏe. Các bác chơi dòng bass 40 là vô tư nha, hai cặp 30 can đét luôn nha. Nếu các bác chơi cặp 40 thì kìm tôi cặp 25 rất là ok luôn nha. Còn chơi boss thì vô tư rồi, boss 651 nó quất chắc cũng 2-3 cặp, quánh nghi sướng lắm, căng lực mạnh. Nhưng dòng này mỗi lần test đi cho các bác là nghi rất là phê rồi. Nó cấu hình lớn nên là cũng hơi nặng đấy các bác, B cũng hơi nặng, nó khoảng 25-7kg, rất là nặng. Hai volume phía trước này, nút nguồn nha. QC mới 2000A. Máy đẹp xuất sắc, bác nào lấy thì alo cho em, Chiến có hai số điện thoại trên nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Vâng, xin chào tất cả các bác, đây là con QCX1250 chỉ đỏ, dòng Pro. Dòng EX của QC là dòng đời cao hơn cả MX nha các bác. Nó trang bị hai cầu loa. Thì con này về trong sáng nay rất là đẹp nha các bác, giá là 12.500. Em này các bác chơi một cặp 40 hoặc là chơi một cặp 30 kìm thêm một cặp 25 hoặc là loa full, còn những dòng robot, loa BB thì đánh con này đánh tuyệt vời rồi. Những dòng QC thì nó luôn luôn hay hơn tầm tiền và cái chất nó rất là tuyệt vời. Các bác nghi thì sẽ không bao giờ quên cái chất của nó. Đây là phía bên trong, con này mới cứng cửa nha, còn cả những cái ốp này các bác. Đấy. Con này trang bị là 2468 từ lồng nguồn. Chạy 24 sò nha các bác, Toshiba. Đây là cái tăng phô của nó rất là lớn. Con này trang bị 4 cầu điện, hiện tại là đang để điện 100V. Các bác nào mình muốn xài điện 220 thì phải báo với em Chiến chuyển điện trước khi giao hàng cho các bác nha. Đây là chỗ chuyển điện này, các bác rút cái rác ra và cắm vào cầu 220-224 là chúng ta có thể chuyển qua điện 220-224 rồi, xài gia đình không cần qua đổi nguồn. Còn các bác nào có đổi nguồn thì mình để nguyên như thế này, mình xài điện 100-110 nha. Con này giá 12 bao ship, bác nào chuyển khoản đổ em bớt 200.000. X1250 là một trong những model rất là tầm tiền và cũng như cái số, cái tên nó rất là đẹp nha các bác. 1250, đường tín hiệu vào là 35, đường ra loa là có trạm loa 35, bắp chuối mỏ chim và có cả trạm Nutric chuyên nghiệp cho các bác và có cả trạm kem súp luôn nha. Trạm chơi súp hơi, con này các bác chơi súp hơi 40 vô tư nha. Rất là mới.
bác nào lấy thì alo cho em nhé. Đây là nắp của nó nha bác, nắp rất đẹp nha. IX1250 bốn cầu điện, còn quai còn cảnh đầy đủ nha bác, còn quai này. Đấy, những dòng IX thì nó sẽ có quai nha bác, nhìn rất là ngầu và đẹp, nhìn nó đầy đặn hơn so với những dòng MX. Hay bác nào yêu thích con này thì alo cho em nha, em về được một con duy nhất mới về. Khi các bác mua những con đẩy bên em đều tặng kèm các bác một bộ da ba lăng nha. Tất cả hoạt động hoàn hảo, các bác chỉ việc cắm điện và xài thôi. Khi các bác muốn xài 220, 224 gia đình thì các bác nói với em chuyển điện trước khi giao nha. Rồi, mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác cứ alo cho em chính qua hai số điện thoại 0978 338 142 là 0965 770277, em giao hàng và ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác.